Chào mừng các em đến với bài học ngày hôm nay. Tiết học hôm nay của chúng ta sẽ là tiết ôn tập kiểm tra giữa học kỳ 2. Cô mời các em cùng ôn lại bài hát Hò Ba Lý. Hò Ba Lý, dân ca Quảng Nam. Cô mời các em cùng hát trên nền nhạc không lời.
Cô mời các em cùng ôn bài đọc nhạc số 5. Hướng dẫn về nhà, các em tập hát nhuần nhuyễn bài hát Hò Ba Lý và bài đọc nhạc số 5. Chuẩn bị nội dung tiết học sau là sẽ kiểm tra giữa học kỳ.